Xin chào các bạn đang cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và Quỷ Bí Chi Chủ. Mình là Tiến đây. Và hôm nay đến với tập 213 nha anh em. Xem lại có đúng không nhỉ? 214. À không. À đúng rồi, 214 anh em. Tập hôm trước thì chúng ta đã xong với tập 213 rồi và dừng lại ở chương 1074. Tập ngày hôm nay là chương 1075. Và trước khi bắt đầu thì vẫn như thường lệ, ai mà mới đến kênh của mình, thích thì hãy cùng ngó qua phần đăng ký kênh nha. Và có thể liếc mắt sang phần donate một chút. Ok. Hà Nội tầm này rất nóng, cực kỳ nóng luôn. Chương 1075, mạch suy nghĩ. Tiêu hóa hoàn toàn rồi, có thể hiểu được đây chính là do thôi miên bán thần mà ra. Mặc dù có công lao của bùa chú kẻ ăn cắp vận mệnh, nhưng mà nó chỉ hỗ trợ mở ra cánh cửa thẻ tâm trí thôi. Việc sửa đổi và gieo trồng ý thức sau đó vẫn cần mình tự xử lý. Không cẩn thận sẽ kích thích sự bài xích mãnh liệt, dẫn đến việc xuất hiện kết quả thất bại. Cật lực đóng vai tất nhiên sẽ khiến cho quá trình tăng tốc tiêu hóa. Cơ lên khẽ gật đầu, nói với giọng mang mấy phần tán thưởng. Đây là một chuyện tốt, với cục diện hiện tại thì lại càng tốt. Ajay biết rõ ngài thế giới nói vậy là có ý gì. Trong lúc cơn bão của George III và thiên sứ không thường Adam đang càn quét, cho dù cô chỉ đứng ở ngoài rìa cũng cảm nhận được sự yếu ớt và bất lực của bản thân, nôn nóng muốn tấn thăng thực lực của mình lên. Cô một tiếng rồi nói, tôi sẽ giục mặt trời đưa ra điều kiện hoàn thành giao dịch, mau chóng tăng lên danh sách năm. Đến lúc đó thì hy vọng có thể nhận được sự phù hộ của ngài kẻ khờ, giữ được tỉnh táo trong giấc mộng. Cô lên đã sớm có chuẩn bị với cả việc này, mỉm cười nói. Kỳ thực thì cô không cần chờ đợi lâu đến vậy đâu. Sớm nhất là ngày mai, chậm nhất là thứ sáu, tôi có thể bán cho cô một phần đặc tính phi phàm hành giả giấc mơ. Bởi vì đây là một cuộc trao đổi riêng tư, cô lên vẫn chưa đóng vai thế giới, cũng như gắng sức để tiếng nói khàn khàn, chỉ hơi có vẻ khép mình. Thật sao? Hai mắt của AJ mở to, không che giấu vẻ vui mừng của mình. Clay gật đầu. Đặc tính phi phạm này thực ra là lấy từ Harbin Dambit. Giá chữ thập mà ngài kẻ khờ mới lấy kia có thể khiến đặc tính phi phạm trực tiếp phân tách ra. Anh nói rất giản lược, không miêu tả quy trình cụ thể, cũng không có giải thích gì nhiều, vẫn giữ vài phần lạnh lùng đặc hữu của Hermes Sparrow. Vậy à? AJ bỗng nhoẻn miệng, nở một nụ cười tươi, đặt tay lên ngực rồi nói, ca ngợi ngài kẻ khờ, cùng với cảm ơn anh, ngài thế giới. Hai lời cảm ơn, cô lên khẽ cười trong lòng, bên ngoài thì lại bình thản nói, đây chỉ là một giao dịch, vẫn cần phải trả tiền. Anh lặng lẽ bồi thêm một câu, nụ cười của AJ không hề thay đổi, lên tiếng hỏi, vậy anh cần gì? Một đặc tính phi phạm danh sách 5, giá 8.000 bảng. Cô lên lựa chọn thứ mà tiểu thư chính nghĩa có thể thu thập được trong thời gian gần nhất. AJ thì không để ý đến giá cả, đôi mắt khẽ bảo, suy nghĩ một lát rồi nói, có thể bán đặc tính nhà thôi miên phân tách ra cho tôi được không? Nói tới đây thì cô mỉm cười ngượng ngùng, thứ đó để cho Sushi, lần này thật sự may mà có nó. À, cấp bậc của nó càng cao thì có thể giúp đỡ được càng nhiều hơn. Tôi cũng chỉ có thể giúp ngược lại nó. Không thành vấn đề, 4.000 bảng. Cô lên đã đoán được từ trước, trực tiếp ra giá. Trong phương án của mình thì trực xuất ra đến nhà thôi miên là có thể ngừng lại, không cần phải phân tách thêm nữa. Anh sẽ đặt cùng với cả chữ thập vô ám, thời gian dài, để những đặc tính còn thừa phân tách ra hết một lượt và thành hình. Tổng cộng là 12.000 bảng. AJ hỏi như xác nhận, cũng không cảm thấy áp lực quá lớn. Bởi vì mấy tháng trước cô không chỉ tiêu khoản nào lớn, tiền mặt để dành của cô thì còn gần 10.000 bảng, góp nhặt thêm một chút nữa là có thể thỏa mãn yêu cầu. Thấy thế giới Hermes Sparrow gật đầu, cô khẽ thở phào. Tôi sẽ trả trước thứ sáu. Cô vốn đã thả lỏng rất nhiều vì giải quyết xong Harbin Dambit. Giờ làm xong chuyện này thì tâm trạng lại càng thêm phơi phới, nói như tán gẫu.
tôi cũng sẽ mua cả đại não hoàn chỉnh của cự long tâm linh trưởng thành từ chỗ mặt trời. Chỉ có điều không cần phải gấp gáp, sushi không thể tiêu hóa mang dược xong được. Nói tới đây thì Ajay liếc mắt nhìn thế giới với vẻ khá ngại ngùng. Đặc tính bán thần của Harvin Rambit cần dùng thứ gì để trao đổi? Klein mỉm cười đáp, tôi còn không biết mình thiếu cái gì nữa. Thật ra thì ngoại trừ đặc tính phi phàm thầy thao túng của Harvin Rambit, tôi còn có phối phương ma dược tương ứng. Trong quá trình cô tiêu hóa hành giả giấc mơ, tôi sẽ từ từ suy nghĩ xem mình cần cái gì. Thỉnh thoảng bảo cô làm vài việc, thu thập một chút vật tư, cố gắng giúp cô nhanh chóng gom đủ công hiến để đổi lấy chúng. Nghe được những lời này thì đôi mắt xanh biếc của Ajay sáng rực lên. Được. Sau khi trả lời, cô lại hào hứng hỏi tiếp. Có giống với cả việc hút tích lũy công hiến ở MI9 không? Đúng vậy. Bên trong các giáo hội lớn cũng dùng phương pháp này. Cô lên đưa ra câu trả lời khẳng định. Ajay gật đầu, cuối cùng lại tò mò hỏi thêm. Ngài thế giới, anh có biết được tên của các loại ma dược danh sách cao, con đường người quan sát không? Cô lên đơn giản đáp. Thầy thao túng, người dệt mộng, người thấy rõ, tác gia và nhà không tưởng danh sách không? Nghe tên đã khiến người ta chờ mong rồi, nhất là tác gia và nhà không tưởng. Ajay mơ màng vài giây rồi quay lại đề tài chính. Harvin Rambit có nói bí mật của quốc vương là gì không? Với cả vì sao họ lại trợ giúp quốc vương? Cô hỏi vậy một mặt để giúp Húc, một mặt khác là vì mình cũng rất quan tâm. Bí mật của quốc vương. Ông ta muốn dứt khoát ra khỏi ba khế ước lớn mà hoàng tộc các nước đã ký kết vào thuở xa xưa, trở thành bán thần. Vì thế ông ta cần phải thông qua một lượng lớn nghi thức hiến tế để nắm giữ một vật phong ấn cực kỳ quan trọng nào đó trong di tích hoàng đế máu. Đây là câu trả lời của Harvin Rambit. Chưa chắc đã là toàn bộ chân tướng, rất có thể chỉ là một phần trong đấy. Klein vừa trả lời vừa đưa ra quan điểm của mình về phần hội tâm lý luyện kim, hoặc là nói hội ẩn sĩ hoàng hôn. Họ cần một cuộc chiến tranh càn quét thế giới. Cũng chính vì điều đó mà họ đang dốc sức thúc đẩy, hy vọng nhìn thấy cơn thủy triều của thời đại. Chiến tranh càn quét toàn thế giới. Ajay nhỏ giọng lặp lại một lần, đôi mày xinh đẹp hơi nhíu lại, tâm trạng sung sướng vừa rồi lại xấu đi. Tuy với thân phận và địa vị của cô, vẫn chưa thể cảm nhận được rõ ràng sự tàn khốc của chiến tranh, nhưng mà cô đã sớm không còn là đóa hoa trong nhà kính nữa, có thể nảy ra những tư tưởng nhất định về điều này. Sau khi im lặng trong chốc lát, Ajay hít vào một hơi không rõ lắm, cố gắng mỉm cười nói, hy vọng chúng ta có thể ngăn chặn mọi thứ. Trao đổi thêm vài câu nữa thì cô rời khỏi phía trên sương mù xám, trở về hiện thực. Còn Klein thì bận rộn lấy nước sạch, dịch chiết xuất từ cây, các tài liệu như bột phấn thảo dược, máu của kẻ săn bắn thiên diện phú, bụi của kẻ cướp đoạt linh giới, hòa tan đặc tính phi phàm của Harvin Rambit, điều phối thành một thứ ma dược không biết nên gọi là gì, nhưng tất nhiên là chứa đầy vấn đề. Sau đó thì anh ta tìm một chiếc lọ thủy tinh bình thường, bỏ ma dược vào trong, xem cuối cùng sẽ phát triển thành vật phong ấn dạng gì. Việc này cần một thời gian khá dài. Cô lên điều động sức mạnh từ không gian thần bí phía trên sương mù xám, tạo thành một quả cầu cách ly bao trùm lên lọ thủy tinh kia, đề phòng kết quả dị biến ảnh hưởng ra khắp nơi. Làm xong mọi việc thì anh mới quay lại số 160 Backland, chuẩn bị triệu hồi ma kính Arodes, hỏi tin tức về hai loại sinh vật siêu phàm là chó của Forgan và ma sói sương mù. Lúc này thì theo thời gian trôi đi, tầng mây trên trời cao dần dày lên, mặt trời lại một lần nữa bị che khuất, toàn bộ Backland trở nên lạnh lẽo âm u giống buổi sáng. Klein đứng trước bàn, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, không hiểu sao lại có ảo giác mình và giáo hội đêm tối đã bỏ qua một vấn đề quan trọng nào đấy. Cuộc điều tra của họ trong thời gian này khá thuận lợi, tin tức nhận được cũng đã dần tiến sâu hơn, nhưng mà không biết vì sao anh cứ luôn có chút bất an. Đây không phải là bị ảnh hưởng hay là bị đánh lạc hướng, mà quả là thực tế không thể nghĩ ra được. Cho dù lên phía trên sương mù xám cũng vô dụng, bói toán phần lớn chỉ dẫn dắt. Klein vội vàng cất suy nghĩ đi, mở giấy ra,
cầm lấy bút máy, vẽ ra một phù hiệu phức tạp, pha trộn giữa ẩn nấp và nhìn trộm. 1 giây, 2 giây. Sau 7-8 giây sau, trên mặt chiếc gương toàn thân trong phòng trở nên sâu thẳm, nổi lên ánh nước dập dờn, ngưng tụ ra từng hàng từ đơn màu bạc. Chủ nhân vĩ đại, tối cao, người hầu Anodes của ngài hèn mọn khiêm tốn trung thành, nghe lời triệu hồi của ngài mà đến. Tôi hình như đã đến muộn. Tôi đã được coi là vật phong ấn cấp 1. Nếu muốn tránh khỏi cách ly thì cần thời gian nhất định. Xin chủ nhân vĩ đại hãy lượng thứ. Ngươi là vật phong ấn cấp 1? Colin cảm thấy kinh ngạc hỏi lại. Trong đầu của anh ta đã có thể tưởng tượng ra được tin tức gần đây lưu truyền trong giáo hội hơi nước là cái gì. Chiếc gương thích chơi trò vấn đáp này đột nhiên nổi điên. Mặt ngoài chiếc gương toàn thân, các từ đơn màu bạc lập lòe sắp xếp lại tạo thành văn tự mới. Chủ nhân vĩ đại, ngài coi đó là một câu hỏi? Colin vốn định trả lời không, nhưng mà để giữ hình tượng của mình, vẫn gật đầu đáp, đúng. Ma kính Adonis lập tức hiện ra một hàng chữ. Tôi vẫn chưa phải là vật phong ấn cấp 1, chỉ là được hưởng đãi ngộ của vật phong ấn cấp 1 thôi. Điều này chủ yếu là bởi vật phong ấn cấp 1 cần phải thông báo cho các giáo hội khác, sắp xếp lại số thứ tự. Giáo hội hơi nước không muốn làm việc này. Vậy sao? Cũng dễ hiểu. Colin khẽ gật đầu. Ta biết rồi. Bên ngoài chiếc gương toàn thân kia lại có ánh nước dao động, các từ đơn màu bạc thành hình. Chủ nhân tối cao, lần này ngài có vấn đề gì cần thử thách người hầu Arodes trung thực của ngài không? Ngài có hiểu biết gì? Ngươi có hiểu biết gì về con chó của Forgan và ma sói sương mù không? Colin không hề khách khí, hoàn toàn không cảm thấy đây thật ra được tính là hai câu hỏi. Phía trên mặt gương, những từ đơn màu bạc nhấp nháy hiện như có sinh mạng của riêng mình, tự thay đổi hình dạng. Con chó của Forgan là một sinh vật linh giới độc đáo, sinh tồn trong lỗ hổng của lịch sử. Cho dù thất quang cũng chỉ biết đến chúng, chứ không thực sự tiếp xúc. Trừ phi chúng tự mình rời khỏi lỗ hổng của lịch sử, thử đi săn. Nhưng mà cho dù là vậy thì hình ảnh của chúng mà ta nhìn thấy có lẽ cũng chỉ là hình ảnh chiếu đến từ quá khứ của chúng mà thôi. Ma sói sương mù là một loại ma sói có địa vị cao. Trải qua các sự kiện như cổ thần ngã xuống, đại biến cố và sự bắt giết của gia tộc Charles Lato, gia tộc Antigius, giáo hội đêm tối, số lượng còn sống đến giờ cực kỳ ít. Hơn nữa tất cả chúng đều tinh thông phản bói toán và kỹ xảo lường gạt, không dễ mà tìm được. Nói cách khác, khả năng cao là giáo hội đêm tối có tài liệu hoặc vật phẩm liên quan đến ma sói sương mù, mà có nó là có thế giới linh giới, lợi dụng định luật đặc tính phi phàm tập hợp và bản năng tự bổ sung hoàn chỉnh của sinh vật siêu phàm dụ chó Forgan ra. Colin nhìn một lúc gì đã có ý tưởng nhất định. Chương 1076, ma quỷ thực sự. Sau khi nắm được tình hình đại khái, Colin nhìn chiếc gương toàn thân trong phòng rồi hỏi, bí mật của quốc vương là gì? Trên mặt gương giống như thông với cả thế giới khác kia, ánh nước khẽ chập chờn, dần dần hiện ra một hình ảnh. Đó là một di tích ẩn sâu trong bóng tối, phủ kín bụi bặm của lịch sử, nhưng mà gần như không hư hại gì cả. Ý là bí mật của quốc vương nằm trong di tích của hoàng đế máu. Arodes không dám trực tiếp trả lời, hay là quả thực chỉ nhìn được đến mức độ này. Colin cân nhắc hỏi một lát rồi nói với cả ma kính, đến ngươi hỏi rồi. Các cảnh tượng trên mặt gương hoàn toàn không hề thay đổi, chỉ đột nhiên hiện lên từng chữ đơn màu bạc. Chủ nhân vĩ đại, ngài còn có câu hỏi nào khác không? Có. Colin không hề khách sáo gật đầu. Thánh nữ trắng Katharina hiện giờ đang ở đâu? Bên trong gương, các từ đơn màu bạc nhanh chóng nhạt đi, biến mất, không thấy đâu cả. Nhưng mà phong cảnh thì không hề biến đổi, vẫn là khu di tích của hoàng đế máu. Nếu không có sự xuất hiện và biến mất của hoàng chữ, mình còn tưởng rằng ma kính chết máy rồi. Katharina đang trốn ở trong di tích của hoàng đế máu sao? Khu di tích thực sự kia? Có lẽ như có, như không rồi gật đầu. Đến ngươi. Bên trên khung cảnh này thì hàng từ đơn màu bạc lại một lần nữa ngưng tụ ra. Chủ nhân nhân từ, vì sao ngài không rời khỏi Bách Lan? Câu hỏi này rất hay, mình vốn đã có quyết định rồi.
Lúc đầu mình đến để điều tra sự kiện sương mù Bách Lan chỉ là xuất phát từ lòng căm phẫn thay những người dân nghèo vô tội bị thiệt mạng như ông Khu Lơ, cùng với sự đam mê và mê man khi mục tiêu chính gần như bị tàn phá, sau đó lại bị trói buộc vào thân phận quyền giả của nữ thần này. Tiếp theo, mình muốn ngăn cản tai họa sắp xảy ra để những người quen biết tránh khỏi nỗi thống khổ từ dã tâm của các nhà lãnh đạo, không trở thành người chết đuối trong cơn thủy triều của thời đại, nguyện ý đối đầu với mạo hiểm và những điều đó. Về phần hiện tại, việc biết rằng sẽ có một trận chiến càn quét toàn bộ thế giới, phát hiện ra nghi thức tấn thăng của học giả cổ đại, đối với mình mà nói gần như là đóng ni, đo ni đóng giày. Sau khi nhận thấy có đầy dấu vết sắp xếp, mình đã rõ ràng, cho dù thật sự muốn trốn đi cũng chưa chắc đã làm được. Hoặc nên nói là rời khỏi Bách Lan thì khả năng cao cũng chẳng thể thoát khỏi số mệnh. Nếu đã như vậy, chẳng thà chủ động mạo hiểm khiêu chiến, xem có thể làm rõ chân tướng, tìm ra được cơ hội còn sống hay không, từ đó nắm chắc vận mệnh của bản thân. Suy nghĩ của Glenn không ngừng hiện ra rồi dần dần lắng đọng lại. Sau đó anh đáp với giọng nói bình tĩnh. Rời khỏi Bách Lan cũng không thể thực sự giải quyết được vấn đề. Nói xong rồi, Glenn lại bắt đầu hỏi. Triss hiện giờ đang ở đâu? Trên mặt gương toàn thân, hình ảnh rốt cục có biến hóa. Lần này là một mảng tối đen, thỉnh thoảng có từng sự vật to dài uốn lượn lướt qua mặt ngoài. Adoret cũng không nhìn thấy tình hình của Triss. Glenn hơi gật đầu. Đến lượt ngươi hỏi. Bên trong gương mặt thì lại có ánh áo. Bên trong mặt gương lại có ánh nước dao động. Từng dòng từ đơn màu bạc tuôn ra, nối liền thành câu. Chủ nhân vĩ đại, tôi muốn một câu nói với ngài, được chứ? Nói đi. Glenn rất tò mò. Những từ đơn màu bạc kia lại nhấp nháy, biến thành văn tự mới. Tiếp theo, ngài nhất định phải thật cẩn thận. Còn dùng dấu chấm than sao? Ma kính Adoret đã ngửi thấy mùi bất ổn rồi. Glenn suy nghĩ vài giây rồi nói. Ngươi cho rằng đang có thứ gì đó uy hiếp ta sao? Tôi không biết, chỉ là một loại cảm giác. Adoret sắp xếp lại từ đơn, để chúng từ màu bạc biến thành màu xám trắng, thể hiện ra một cách trực quan cái gọi là ủ rũ và tự trách. Không đợi Glenn đáp lại, từng từ đơn xám trắng từ trong gương nhảy ra. Chủ nhân vĩ đại, tôi còn có một hình cảnh muốn hiện ra cho ngài xem, có thể chứ? Có thể. Glenn chậm rãi nói. Trên gương mặt toàn thân, ánh nước tạo nên gợn sóng, mảnh tối đen kia cũng theo đó biến đổi. Nó trở nên sâu thẳm hơn, tôn lên từng điểm sáng lấp lánh như kim cương. Đây là bầu trời đêm xinh đẹp bao la. Adonis chiếu ra cảnh tượng này là đang chỉ ra rằng nữ thần bản chất là sao? Hay là đang có ánh mắt từ bầu trời phóng xuống? Xem ra nó đang không dám biểu đạt trực tiếp. Glenn suy nghĩ chốc lát, không có ý định hỏi thêm. Hôm nay tới đây thôi. Vâng. Từ đơn xám trắng lại nhuộm màu bạc như trước, không hiểu vì sao tốc độ lại hiện ra chậm đi. Chủ nhân vĩ đại, ngài còn chưa nói sau này nếu có câu hỏi gì sẽ lại triệu hồi tôi. Người hầu của ngài rất là trung thực. Trước gương có nhiều lễ nghi, Glenn buồn cười nói. Đương nhiên, ta sẽ triệu hồi ngươi vào thời điểm ta có câu hỏi khác. Vâng, thưa chủ nhân, tạm biệt chủ nhân. Trên mặt gương, các từ đơn màu bạc lại khôi phục tốc độ bình thường, cũng phác họa ra một hình ảnh không ngừng vẫy tay. Đợi đến khi tất cả trở lại bình thường, Glenn đốt rụi tờ giấy có phù hiệu triệu hồi, kéo rèm ra, ngóng nhìn lên bầu trời u ám lạnh lẽo kia. Trong một giáo đường đêm tối không lớn lắm ở khu Queen, Hook và Phil nhận được lời nhắn của tiểu thư chính nghĩa và khẩn cầu ngay kẻ khờ truyền đạt. Biết vấn đề đã được giải quyết, cũng đã biết đại khái về bí mật của quốc vương. Thật là lợi hại. Phil tôn sùng thần hơi nước của máy móc, mở to mắt trong đại sảnh cầu nguyện mờ tối yên tĩnh, nghiêng đầu thấp giọng cảm khái một câu. Cô vốn định nói rằng là ngài thế giới hoặc là Hermes Sparrow thật sự lợi hại, nhưng mà cô của hiện tại thì sẽ không phạm phải sai lầm mức độ này. Mới trôi qua một tuần thôi mà cô đã cảm thấy mình như đã buôn ba hơn 10 năm trong thế giới thần bí học này vậy. Húc cũng mở to mắt, vẽ hình vầng trăng đỏ rực trước ngực
để sám hối hành vi không tôn kính nữ thần vừa rồi. Đúng vậy, đó là vị. Húc còn chưa kịp dứt lời thì đã truyền đạt được toàn bộ ý tứ vào trong đầu của Phil một cách chuẩn xác. Cô muốn nói, Harvin Rambit là một vị bán thần chân chính. Nhưng tính từ lúc mình và Phil tiến vào tòa giáo đường này mới qua chưa đến 10 phút, ông ta đã bị Hermes Spado giải quyết. Đều là thánh giả cả, thế mà lại có sự chênh lệch lớn như vậy. Có lẽ là có thiên sứ chúc phúc. Phil kết hợp với kinh nghiệm từ những sự kiện siêu phàm và sáng tác tiểu thuyết mù mờ đưa ra phán đoán. Bởi vì sảnh cầu nguyện quá tối tăm yên tĩnh, không thích hợp để trao đổi, Húc trực tiếp đáp lại Phil, gật đầu rồi đứng lên đi ra ngoài. Hai người sóng vai rời khỏi khu vực cầu nguyện. Sau khi đến gần cổng, Húc mới thở hắt ra. Hy vọng có một ngày tớ và cậu cũng lợi hại như vậy. Thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ vậy đấy. Phil mỉm cười nói, ôi, bất kể là thế nào thì cậu cũng đã tính là hoàn thành điều tra rồi đúng không? Tuy cái gọi là bí mật kia chắc chắn còn khá nhiều chỗ đáng để khai quật, nhưng mà đại thể là việc như thế nào thì có cường giả và đường nét tương đối rõ ràng rồi. Húc nhìn cánh cửa phía trước, thất thần suy nghĩ mấy giây. Nhưng việc này có ý nghĩa gì chứ? Tớ không thể làm được chuyện gì đó, một chuyện cũng không. Không không, nếu chỉ nói về kẻ địch thì thân phận của vị kia cũng không tính là cao quý lắm. Ít nhất, chúng ta có thể nhìn thẳng vào. Phil nghiêm túc, trấn an bản thân. Đợi đến khi cậu đạt được biến chất, cậu sẽ phát hiện ra mình cũng có năng lực tham gia vào chuyện này. Ít nhất là tham gia vào một phần không liên quan đến tầng lớp cao hơn. Phil thì đã tham gia vào hội Tarot lâu hơn Húc nhiều. Cô đã từng chứng kiến một số việc mà ngài kẻ khờ mưu tính. Ngài đã thông qua quyền giả của mình và thành viên hội Tarot phá hủy kế hoạch giáng trần của tạo vật chủ chân thật. Vạch trần bí mật của Banshee, chiếm được một phần quyền lực của lĩnh vực gió bão, nhúng tay vào quá trình thu lại 008. So với các thiên sứ, vua thiên sứ, thậm chí là chân thần liên quan đến những chuyện này, thì kẻ địch lần này chỉ là quốc vương George III, quả thực không tính là gì. Húc chậm rãi đi tới cửa, im lặng một hồi rồi nói, tớ hiểu ý cậu. Tiếp theo chúng ta quay về khu đông, không cần chuyển nhà gấp. Đợi đến khi tớ lấy được phối phương ma dược thẩm phán, rồi chúng ta sẽ trốn đi hẳn. Tớ nghĩ sau chuyện này thì chắc là họ không dám mạo hiểm điều tra chúng ta nữa đâu. Chắc chắn rồi, họ chỉ là cái bóng, trốn ở trong bóng tối mà thôi, không thể thấy ánh mặt trời được. Phil vội vàng hùa theo một câu, rồi cảm thán nói, tớ chỉ hy vọng trước khi chuyển nhà lần nữa, hồi âm của thầy sẽ được chuyển tới. Húc giơ tay giữ lấy mái tóc vàng của mình, vừa cất bước ra khỏi cổng giáo đường, vừa nghiêm túc nói, đợi đến khi lấy được phối phương, tớ sẽ mua chiếc khuy áo mới, cố gắng tăng cấp thật nhanh. Không tệ, lấy lại ý chí chiến đấu rồi hả? Phil thấy thế thì mỉm cười, trêu chọc một câu. Húc không nói nữa, tiếp tục bước về phía trước với nét mặt nghiêm túc. Được hơn chục bước thì cô đột nhiên dừng lại, nói mà không quay đầu. Tiền của tớ hẳn là không đủ để mua chiếc khuy áo kia rồi. Đến lúc đó cậu cho tớ mượn một chút nhé. Tớ sẽ trả lại mà. Phil sửng sốt một giây rồi lập tức bật cười. Được. Nếu mà tớ đoán không nhầm thì đồ tiếp theo của tớ hẳn là có thể lấy được từ chỗ thầy. Giờ trưa thứ năm, cậu lên lấy cớ nghỉ ngơi, quay lại phòng ngủ chính, bước vào phòng tắm, đi nghịch 4 bước lên phía trên sương mù xám. Anh cho rằng lọ thủy tinh đựng ma dược kia hẳn là đã hoàn thành hấp thu rồi. Ngồi vào chiếc ghế cao phụ thuộc vào kẻ khờ, cậu lên vẫy tay một cái, giải trừ cách ly, gọi mục tiêu đến trước mặt. Lọ thủy tinh trong suốt đã nhuộm một màu hơi tối, bên ngoài có thêm những ô lưới mắt cáo, tỏa ra ánh sáng nhạt, rất có khí chất của tác phẩm nghệ thuật. Bên trong đó thì trống rỗng, nửa giọt ma dược cũng không còn. Chỗ miệng lọ tương đối rộng bị phủ bởi một lớp sương mù có hào quang lập lòe, khiến cho tầm mắt của cậu lên chú ý vào đó, còn có cảm giác bị hấp thu. Chỉ chớp mắt thôi, trong lọ truyền ra một giọng nói. Bỏ vào 100 đồng vàng có thể thực hiện một nguyện vọng. Bỏ vào 100 đồng vàng có thể thực hiện một nguyện vọng. Cái này học của ai vậy?
Không thể không nói, lời nói đơn điệu lặp đi lặp lại này quả thật rất có ích cho việc thôi miên. Thật sự ném vào 100 đồng vàng sẽ tương đương với việc tự động mở cánh cửa thẻ tâm trí, bị cái lọ này thao túng, trở thành nô lệ của nó. Glenn phân tích qua loa rồi gọi chữ thập vô ám tới, mượn áp lực từ sương mù xám ép nó cắm vào trong miệng lọ. Cái thứ ma quỷ nhà ngươi! Giọng nói trong cái lọ kêu lên một tiếng thảm thiết, sau đó bị sương mù xám ngăn trở. Chương 1077: Người siêu phàm và người bình thường. Xử lý xong bình thủy tinh biến dị, Glenn lấy đồng hồ bỏ túi vỏ vàng ra, ẩn mở rồi liếc nhìn, nắm chắc thời gian hiện tại. Sau 3 tiếng đồng hồ nữa anh phải đến đây, tách chữ thập vô ám và chiếc bình nô dịch ra. Chỉ khi làm như vậy mới có thể nhận được đặc tính phi phàm thầy thao túng đơn độc, chứ không phải là hỗn hợp toàn bộ đặc tính của các danh sách trước. Có cảm giác như là mình đang làm thí nghiệm vậy. Glenn khẽ gật đầu, cất đồng hồ bỏ túi đi, quay trở về thế giới hiện thực, bắt đầu thực sự ngủ trưa. Đến 4 giờ chiều, người hầu nam Enui gõ cửa phòng chủ nhân dưới cái nhìn chăm chú của quản gia waiter. Chuyện gì? Dantis mặc áo ngủ, dây thái dương mở cửa phòng hỏi. Enui cúi chào. Thưa ngài, buổi tối hôm trước ngài đã chấp nhận lời mời đến dự tiệc trà chiều của phu nhân Liana vào ngày hôm nay. Được. Cho tôi 15 phút để chuẩn bị. Colin nhìn về phía quản gia waiter, sau đó anh lệnh cho người hầu nam Enui. Cậu vào đây, thay quần áo giúp tôi. Đợi đến khi trong phòng chỉ còn có lại một mình và Bí Ngẫu, Colin thao túng Bí Ngẫu lấy quần áo phù hợp với việc tiệc trà chiều, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ treo tường. Qua khoảng 10 phút, anh thắt nơ, mặc áo khoác xong, đi nghịch 4 bước ngay tại chỗ, bước lên phía trên sương mù xám. Từ lần trước anh vào đây đến bây giờ vừa vặn trôi qua 3 tiếng đồng hồ. Chữ thập vô ám và lọ thủy tinh biến dị bị sức mạnh của sương mù xám ép chặt vào nhau, đặt ở phía trên cùng bàn dài đồng xanh, đã mất đi ô lưới, mắt cáo, vốn răng kín bên ngoài, và cảm giác lập lòe ánh sáng nhàn nhạt, giống như đang từ một tác phẩm nghệ thuật bỗng chốc trở thành đồ dùng hàng ngày thường thấy ở vỉa hè vậy. Mà ở dưới đáy chiếc lọ thủy tinh này đã phân tách ra một lượng lớn máu xám trắng. Chúng tự mình di chuyển như có sinh mệnh, hình thành một thứ có hình trái tim cỡ bằng nắm tay trẻ con. Bên trên thì không những chi chít nếp gấp và còn nứt ra từng khe nứt như con mắt. Những hoa văn, biểu trưng và phù hiệu phức tạp, hình khối từ bên trong vươn ra ngoài, xuyên vào hư không này gần như đồng nhất với đặc tính phi phàm của Harvin Rambit mà Glenn nhìn thấy khi nhận được. Song vẫn có chút khác nhau. Glenn cởi bỏ sự áp chế của sương mù xám, lấy chữ thập vô ám ra khỏi miệng lọ. Có bước này, vật phẩm phân tách ra mới hoàn toàn tách khỏi lọ thủy tinh biến dị kia, trở nên hoàn chỉnh và độc lập. Glenn đưa tay trái cầm lấy vật phẩm vừa giống đại não vừa giống trái tim này, quan sát mấy giây rồi ném nó lên đống đồ linh tinh để sương mù xám bao phủ. Lúc này thì trong lọ thủy tinh biến dị lại vang lên giọng nói, nhưng có phần yếu ớt hơn. Ngươi, đồ ma quỷ! Glenn không đáp lại, lại cắm chữ thập vô ám đang cầm ở trong tay phải vào, nhờ sức mạnh của sương mù xám đè chặt xuống, không buông. Thế lại trong cung điện xa xưa, trở thành yên tĩnh. Quay về hiện thực, Glenn đội mũ giả, cầm gậy xuống, ngồi xe ngựa rời khỏi số 160 phố Backland, đi tới số 39 cùng phố, phủ của nghị viên Musk. Trong một căn phòng có bài trí thanh lịch của nhà Musk, bên cạnh khay 3 tầng tinh xảo, các vị khách đang ngồi đấy, trước mặt đều có hồng trà và màu sắc hấp dẫn. Cậu lên thì cầm lấy một miếng sandwich dưa chuột, khẽ cắn một miếng, nói ra cảm thụ thật của mình với giọng hơi trêu đùa. Tạo hình của món bánh ngọt hôm nay hình như rất khác biệt, bất kể là bánh cà rốt hay là bánh kếp. Nghị viên Musk nghe vậy thì bật cười ha hả. Dennis, khả năng quan sát của ông thật sự rất xuất sắc đấy. Việc đó không hề có bất cứ liên quan nào với khả năng quan sát. Chỉ cần mắt không mù thôi đều có thể nhìn ra được bánh ngọt với hình thù kỳ dị mà. Colin lẩm bẩm trong lòng sau đó nói, nghe có vẻ giống như là một chuyện khá thú vị. Đương nhiên, đây là bánh do Harrell tự làm đấy. Đợi lát nữa mọi người có thể nếm thử.
Tuy nó còn chưa thể kiểm soát được hình dáng của một chiếc bánh, nhưng mà mùi vị thật sự rất khá. Nghị viên Musk nói với vẻ hơi khoe khoang. Hiệu trưởng Portland Moorman của trường đại học kỹ thuật Backland ở một bên khác thì mỉm cười nói: "Không giống Harel mà tôi biết lắm nhỉ?" Nghị viên Musk liếc nhìn phu nhân Liana một cái rồi hài lòng nói: "Ai rồi cũng phải trưởng thành rồi, phải không mẹ mình?" Gần đây thì Harel rất chín chắn, không những bằng lòng học cách chương trình học chuẩn bị cho xã giao và hôn nhân mà trước đây nó rất bài xích, thỉnh thoảng làm chút điểm tâm, đan vài khúc nhạc cho chúng tôi nghe. Hơn nữa, nó còn thường xuyên chủ động đi cùng mẹ mình đến các buổi hòa nhạc, xem đua ngựa, dạo ở cửa hàng bách hóa, yên lặng ngồi lắng nghe các cuộc hội họp vui vẻ. Theo như tiểu thư chính nghĩa nói thì quá trình điều trị cho Harel đã đạt đến mức độ có thể nhớ lại giai đoạn đau đớn và khủng hoảng từng gặp lúc trước. Tuy đó chỉ là một loại cảm xúc trầm trọng, còn chưa liên quan đến chuyện cụ thể xảy ra, nhưng mà cũng đủ để Harel thỉnh thoảng mơ thấy cảnh mình mất đi cha mẹ cùng phần lớn người thân. Điều này khiến cô bất giác bắt đầu trân trọng người nhà, cho nên đã thay đổi bản thân ở một mức độ nhất định sao? Có lẽ như có điều suy nghĩ, gật đầu cười nói: "Đây là một chuyện tốt." "Đúng vậy." Nghị viên Musk dạt dào cảm xúc đáp lại. "Tôi từng rất lo lắng về tính cách của Harel, sợ rằng nó không thể có một cuộc hôn nhân tốt đẹp được, không thể kết giao bình thường với người trong giới. Sau khi chúng tôi chết đi thì khi nó gặp khó khăn sẽ không tìm được chỗ hỗ trợ. Bây giờ thì tôi rốt cuộc có thể yên tâm rồi." Nghị viên Musk nở nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng, hiếm khi thổ lộ những điều mình từng lo lắng. Sau đó ông ta giơ tay lên, vẫy một cái, phóng khoáng nói: "Vì sao tôi lại coi ô nhiễm, khói mù đáng chết là kẻ địch? Vì sao chúng ta phải tranh đoạt lợi ích thực dân, phu xác và Đông Byron, Entit ở Tây Byron? Chẳng phải là bởi vì đời sau của chúng ta có cuộc sống tốt hơn sao? Giảm bớt phiền não hay sao? Sự trưởng thành của Harel đối với tôi mà nói thì còn có ý nghĩa hơn cả việc lập được công ở Đông Byron hay đấu tranh ở Hạ Nghị Viện." Cô lên im lặng, nghe nghị viên Musk nói không kiềm được nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Bên trời bên ngoài u ám, không thấy bóng dáng của mặt trời đâu. Lúc này thì Portland Moorman đáp lại nghị viên Musk với giọng nói đùa: "Không, những chuyện này cũng là vì muốn cho cuộc sống của chúng ta tốt hơn." Nói tới đây thì ông ta nhìn về phía của Glenn: "Danny, nghĩ xong chưa? Có muốn đầu tư vào phòng thí nghiệm máy móc kia của tôi không?" Glenn cười một tiếng đáp: "Ngài hiệu trưởng, vì sao ngài vẫn vội vàng giống thanh niên vậy? Tôi đã xem tư liệu của ngài đưa, cũng có ấn tượng đại khái về quyền lợi và thu nhập có thể đạt được nếu đầu tư. Thẳng thắn mà nói thì tôi cảm thấy rất hứng thú, cực kỳ hài lòng khi thấy từng người trẻ tuổi có tài năng được rèn rũa trong phòng thí nghiệm máy móc này. Đây mới là chỗ nên đầu tư nhất. Thứ có giá trị nhất trong thời đại hiện nay là gì? Là nhân tài." Đại đế Russell từng nói câu này. Portland Moorman bật cười nói: "Vậy thì anh định đầu tư bao nhiêu?" Glenn cầm chén trà gốm lên, uống trà son môi rồi nói: "Kế hoạch bước đầu là 10.000 bảng." Không hổ là phú hào gần đây nổi tiếng nhất ở Bách Lăn, tôi cũng không thể đoán ra được rốt cục ngài có tất cả bao nhiêu tiền. Đầu tiên là quyên góp cổ phần trị giá hơn 10.000 bảng, tiếp đó lại tốn hơn 20.000 đồng bảng vàng để mua trang viên bài ca hoa hồng. Giờ lại muốn đầu tư vào phòng thí nghiệm máy móc của Portland 10.000 bảng chắn. Phu nhân Liana ở bên cạnh không nhịn được lên tiếng tán thưởng. Portland Moorman thì dựng ngón cái lên: "Được, đây mới là một nhà đầu tư thực sự có mắt nhìn." Glenn mỉm cười nói: "Nhưng mà trước đó thì tôi vẫn phải tìm một đội ngũ được tạo bởi luật sư và kế toán viên để xác minh tình hình, định ra điều khoản. Việc chuyên ngành thì giao cho những người chuyên ngành làm. Hơn nữa tôi còn phải xem xét xem là nên trực tiếp đầu tư hay là thành lập một hội quỹ hoặc công ty trước, sau đó chúng ta thông qua đó để bàn. Ở Portland, tôi cho rằng ông vẫn có chỗ suy tính chưa được chu đáo. Phòng thí nghiệm quan trọng như thế mà không có biện pháp bảo vệ gì cả, không sợ thế lực nước ngoài hay gián điệp thương mại lẻn vào phá hỏng sao?" Portland Moorman ngây ra một chút, chậm rãi gật đầu nói: "Rất có lý. Lúc trước tôi đã bỏ qua vấn đề này." Glenn đạt được mục đích, không tiếp tục đề tài này nữa, cố ý hỏi sang chuyện khác: "Thiếu tướng Kunat Koger có tin tức gì chưa?" Nghị viên Musk thở dài nói: "Không có. Bên khu Civilas nói đã đi tìm khắp khu vực xung quanh và trang viên bài cao hồng rồi, nhưng một chút manh mối cũng chẳng có."
Nói đến đây thì nghị viên Musk hạ viện này đè thấp giọng nói thêm: "Tôi nghi ngờ trong quá trình chấp hành một nhiệm vụ bí mật nào đó, vị thiếu tướng kia đã gặp phải bất trắc rồi. Gần đây thì bầu không khí bên trên có chút kỳ quái." Từ một ý nghĩa nào đó mà nói thì ông đoán đúng rồi đấy. Cô lên thở dài nói: "Hy vọng đừng có chuyện gì." Trong phần còn lại của buổi trà chiều hôm đấy, cô lên tranh thủ thời gian đi nhà vệ sinh một chuyến, bỏ đặc tính phi phàm của hành giả giấc mơ phân tách ra từ cái lọ biến dị kia vào trong đống đồ linh tinh. Đến buổi tụ hội kia kết thúc, anh quay về số 160 phố Bách Lăn. Sắc trời đã thực sự tối xuống, đèn đường khí ga hai bên được bật sáng sớm hơn mọi ngày. Từng hạt mưa nhỏ đập tí tách lên cửa kính xe. Toàn bộ vấn đề hiện giờ đều tập trung vào việc rốt cuộc trong di tích Hoàng đế máu đang che giấu thứ gì. Chỉ cần ba giáo hội lớn có thể kịp thời phát hiện ra vấn đề thôi là có thể ngăn chặn được rất nhiều chuyện nổ ra. Cô lên nhìn ngọn đèn mờ vì màn mưa ngoài cửa sổ, suy nghĩ về thế cục gần đây. Trong khoảng thời gian ngắn này, trừ phi có thể bắt được Katharina, nếu không thì mình cũng không giúp đỡ được gì. Mà nữ thần đang tiêu hóa đặc tính nắm giữ duy nhất của tử thần, chưa chắc đã có năng lực hồi đáp ở cấp bậc này. Nếu muốn giải quyết vấn đề khó khăn này, hoặc là điều vật phong ấn cấp 0 có tính mũi nhọn từ thánh đường đến, hoặc là dựa vào giáo hội hơi nước hoặc gió bão, xem hai vị chân thần kia ai sẽ là người đáp lại. Vật phong ấn cấp 0 chưa chắc đã làm được. Dù sao cũng liên quan đến vua thiên sứ, mà rất có khả năng bên trong giáo hội lớn đang che giấu nội gián. Từ số 39 đến số 160 cũng chẳng xa. Cơ lên còn chưa nghĩ rõ ràng thì đã trở lại cửa nhà mình, không thể không xuống xe ngựa. Lúc anh lên tầng 3 thay quần áo, linh cảm bỗng nhiên dao động, thấy Renetti tên cô Ly mang theo 4 cái đầu tóc vàng mắt đỏ từ trong hư không bước ra. Của Sauron. Cô lên đưa tay nhận thư, hỏi như có điều suy đoán. Đúng vậy, một trong những cái đầu của Renetti sách mở miệng đáp lại. Cô lên thì không nói thêm gì nữa, bóc phong bì, mở lá thư ra, thấy bên trên chỉ có một hàng chữ: 10 giờ đêm nay, hành động. 1078, người công cụ. 10 giờ đêm nay. Cô lên liếc nhìn tiểu thư tiến sứ đang đứng chờ tại chỗ, đi tới trước bàn, lấy một tờ giấy trắng ra, viết thư hồi đáp. Tôi sẽ đúng giờ. Ngoài ra thì cục diện của Bách Lan gần đây rất căng thẳng, cần phải chú ý kiểm soát mức độ. Sau khi nhắc nhở sau đó một câu, cô lên gấp giấy viết thư lại, lấy một đồng vàng và một viên kim cương hình chữ nhật không ngừng tỏa ra ánh sáng lấp lánh từ trong túi ra. Đây là bùa chú tái hiện ngày hôm qua, có thể cho cô mượn lại sức mạnh của bản thân ở quá khứ trong một thời gian ngắn. Cô lên đưa cho cả ba thứ về phía Renetti. Một trong 4 cái đầu tóc vàng mắt xanh của mắt đỏ của Renetti xách theo mở miệng ra, ngậm lấy cả ba thứ kia. Ba cái đầu khác thì lần lượt nói: Vì sao lại cho tôi? Xem như là một phần thù lao trả trước, cô lên cười đáp với vẻ mặt bình thường. Lời nhắc nhở của ma kính Arodes khiến cho anh cảm thấy mình cần phải chuẩn bị thêm nhiều thứ. Renetti không hỏi lại. 4 cái đầu có dung mạo xinh đẹp dựa vào việc tóc bị nhấc lên cao mà lắc lư một hồi. Cô lập tức bước vào hư không, biến mất khỏi căn phòng. Cô lên nhìn màn mưa phùn rơi tí tách ngoài cửa sổ và sắc trời đã hoàn toàn tối om, cởi áo khoác ra đưa cho người hầu Enui. 9 giờ 50 phút tối, một con đường gần sông Tu Quách, khu Jugut. Trong cơn mưa dầm thường thấy vào mùa thu đông của Bách Lan, một chiếc xe ngựa thuê rẽ vào nơi này, chậm rãi chạy về phía trước. Trên xe ngựa, em Linh Quai tay cầm mũ giả, dùng đôi mắt đỏ tươi nhìn người đàn ông trẻ tuổi có sắc mặt nhợt nhạt, đầu tóc thì hơi rối ở đối diện, khóe miệng nhếch lên. Chính là nơi này. Maric có bóng dáng mang theo cảm giác rất mơ hồ gật đầu, chỉ vào một căn nhà mặt đường giống cửa hiệu. Đúng vậy, đó là một tiệm sách. Ông chủ tên là Charlie Lake, là một người Ruen có huyết thống thuần chủng. Nhưng mà lúc còn trẻ, ông ta từng đến Nam Đại Lục một lần, hy vọng có thể phất lên. Ở nơi đó, ông ta trở thành thành viên của hội ẩn sĩ hoàng hôn, tín đồ của thần bị trói.
cũng được phái quay về Bách Lan, phụ trách thu thập tin tức và trợ giúp các thành viên hội ẩn sĩ hoàng hôn khác chấp hành nhiệm vụ. Chúng tôi đã theo dõi ông ta từ rất lâu trước đây, định xuống tay giải quyết, cắt đứt con đường truyền tin của hội ẩn sĩ hoàng hôn để tạo ra điều kiện sinh tồn tốt hơn cho mình, nhưng mà cuối cùng vẫn kiểm xuống. Ở chỗ này mình nên sửa lại thành học phái hoa hồng nha các bạn, không phải hội ẩn sĩ hoàng hôn, người dịch hơi bị sai một chút. Emily nở nụ cười nhạt. Sự thật chứng minh thì trong rất nhiều thời gian, nhẫn nại quả thật có thể đổi lấy kết quả tốt hơn. Thẳng thắn mà nói thì biểu hiện của anh không giống với cả oan hồn phái tiết chế mà chúng tôi tưởng tượng lắm. Tôi nghĩ rằng anh sẽ rất keo kiệt cơ. Maric liếc nhìn quỷ hút máu, nghe nói là đã tử tước đối diện. Người khác nhau có tính cách khác nhau, mà tiết chế thì cũng chỉ là kiểm soát dục vọng thôi, không cho vượt quá giới hạn của mình. Về chuyện này thì tôi không giải thích rõ ràng đến vậy, thì sợ rằng anh sẽ không hiểu, ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Nếu như vậy thì tiết chế loại dục vọng này sẽ vượt quá giới hạn hiện có. Anh tuy rất triết lý, nhưng mà cũng không cần lấy tôi làm ví dụ. Emily dựa vào vách thùng xe với tư thế thoải mái, nhìn đối phương nói. Tiếp tục chủ đề trước đó đi. Maric lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong nhà của Charlie Lakes, có một cô hầu gái đến từ thung lũng Pass, cũng là thành viên của học phái Hoa Hồng. Mặt khác, trong hai căn nhà đối diện hiệu sách của Lake, có một quả phụ và một người đàn ông say rượu đang trú ngụ. Họ đều là tín đồ của thần bị trói, sẽ truyền tin cho hội ẩn sĩ, cho học phái Hoa Hồng vào thời khắc mấu chốt. Việc mà các anh cần làm chính là ẩn thân theo dõi ba người này trong lúc chúng tôi đối phó với cả Charles Lake. Thông qua việc truyền tin tức, phong tỏa vị trí của người phụ trách học phái Hoa Hồng ở Bách Lan. Đương nhiên, chúng tôi cũng sẽ cho Charlie Lake một số cơ hội cầu cứu hoặc phát ra tín hiệu. Emily gật đầu nói. Tôi rõ rồi. Anh lập tức nghiêng đầu nhìn bầu trời u ám không thấy vầng trăng đỏ đâu. Xoay chiếc nhẫn được khảm đá quý màu lam thẫm đeo trên ngón áp út tay trái. Đây là chiếc nhẫn lời thề hoa hồng, có thể cùng trung thị giác, thính giác và khiếu giác với bá tước Mistral. Chiếc nhẫn này đi một vòng cuối cùng lại quay về tay của em Linh Quay. Đương nhiên, chỉ là tạm thời thôi. Cho nên bá tước Mitchell cũng đã nghe thấy những gì mà Maric vừa nói và truyền đạt lại cho các huyết tộc tham dự khác. Em Linh vốn tưởng rằng, tuy mình chỉ phụ trách liên lạc ở giữa, không tác dụng gì, nhưng mà ít nhất cũng có thể trình diễn một phần năng lực thuộc về học đồ, học giả đỏ thẫm. Truyền tin tức trước mặt oan hồn, Maric với vẻ mặt cực kỳ đẳng cấp. Nào ngờ anh ta chẳng phải là gì cả, chỉ cần đeo nhẫn đến hiện trường là xong. Điều này khiến cho anh rất chán nản, cảm thấy mình chỉ đơn thuần là một công cụ. Chưa đến bán thần, rất nhiều chuyện ngay cả tư cách trực tiếp tham gia cũng chẳng có, càng đừng nói đến chuyện cứu vớt chủng tộc. Giờ phút này thì trong lòng của em liên hơi kích động, cảm thấy cấp bậc của mình còn chưa tương xứng với thân phận bí mật của mình, vẫn chưa thể gánh vác được trách nhiệm nên gánh vác. Về phần lời thề của Hoa Hồng, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hiệu quả, khiến cho hai người đeo biết được suy nghĩ trong đầu của đối phương. Em Luyện cũng chẳng lo lắng. Anh ta đã nhờ tiểu thư chính nghĩa thôi miên mình trước, khiến bản thân của mình không nghĩ đến những chuyện mà lãnh đạo cấp cao của huyết tộc không nên biết. Tự đại, ấu trĩ, ngây thơ. Đây là một vài suy nghĩ của bá tước Mitchell được lời thề Hoa Hồng ngẫu nhiên truyền tới. Em Luyện cười nhạo một tiếng trong lòng, bắt đầu lặp đi lặp lại một cái tên. Honest Boya, Honest Boya. Vị thủ tước huyết tộc này chính là huyết tộc tuy có sự bảo vệ của bá tước Mitchell, nhưng vẫn bị thôi miên phải đến giáo đường Harvest làm tình nguyện viên một thời gian lúc trước. Lúc này thì Maric liếc mặt nhìn về em Linh, gật đầu nói. Thái độ của anh càng khiến tôi yên tâm hơn, rất nghiêm túc, rất trịnh trọng, rất chuyên chú. Hả? Em Linh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó thì khẽ nhếch môi cười. Cảm ơn. Tầng 2 của tiệm sách kia là nhà của Charlie Lake. Vị thương nhân này tuổi đã hơn 50, cha mẹ đã qua đời từ sớm, bản thân lại không kết hôn, nghe nói có mấy đứa con riêng, nhưng mà cũng không hề ở cùng ông ta. Sau khi lệnh cho hầu nam hầu nữ đi kiểm tra cửa phòng ốc đã khóa chặt chưa, ông ta quay về phòng ngủ của mình, rót một ly rượu vang, ngồi lên sofa,
thưởng thức rượu với tâm trạng khá thả lỏng. Ông ta có thói quen uống chút rượu trước khi đi ngủ. Đợi đến khi ly rượu vang thấy đáy rồi, Charlie Lake đứng hẳn lên, đi vào nhà. Khi bước qua chiếc giường toàn thân trong phòng ngủ, ông ta tùy ý liếc mắt một cái, cả người đột nhiên cứng đờ. Ông ta ở trong gương không biết từ khi nào sắc mặt đã trở nên trắng bệch, đôi mắt lồi hết ra. Trên mép thì có một đường máu đỏ tươi, khóe miệng lại mang theo một vài đỏ thẫm. Là một thành viên của học phái Hoa Hồng, Charlie Lake cũng không hề xa lạ với tình huống thế này. Không hét ầm lên, chạy loạn khắp nơi như người bình thường, mà giơ tay phải lên, chạm vào trước ngực. Ông ta vừa chạm vào vật phẩm, trang sức mình đeo, thân thể giống như rơi vào hố băng vĩnh viễn vậy. Từ trong ra ngoài đều chỉ có cảm giác giá buốt. Cảm giác giá buốt này như có sức sống vậy, nhanh chóng khuếch tán, chiếm đóng mọi ngõ ngách trong người của Charlie Lake, khiến cho ông ta có cảm giác xương cốt, cơ thịt đều không thuộc về mình, mà bắt đầu nghe theo lệnh của người khác vậy. Giờ phút này thì trong cơ thể của ông ta giống như có thêm một người nữa, lạnh lẽo mơ hồ, tràn đầy ác ý, trực tiếp tiếp quản mọi thứ nằm ngoài tư duy. Charlie Lake đồng thời thấy bản thân trong gương có sự biến đổi mới. Trong đôi mắt của ông ta thì có thêm hai bóng người đàn ông, đều mặc áo trong màu trắng, di lê màu đen. Nhờ tay phải đụng vào vật phẩm trang sức trước kia, trước người ông ta đột nhiên lóe ra một vệt hào quang rực rỡ. Vệt hào quang này thì hệt như một mặt trời thu nhỏ, tỏa ánh sáng và nhiệt độ ra từ phía. Charlie Lake nhất thời cảm thấy ấm áp, không còn bị cảm giác giá buốt trong cơ thể kiểm soát nữa. Miệng thì loáng thoáng phun ra một từ đơn: tịnh hóa. Mặt trời trước mắt của ông ta hơi co lại, thêm nóng cháy hơn. Hào quang hệt như là làm nước ấm vừa ào trong, tạo thành từng tầng gợn sóng. Charlie Lake theo đó lại là sự kiểm soát bản thân, lập tức bỏ qua cửa chính, chạy bình bịch về phía cửa sổ. Nơi đó thì còn có chưa kéo rèm lại. Màn mưa phùn bên ngoài khẽ buông xuống, khiến cho đèn đường phủ một lớp sương mù. Bịch bịch bịch. Lúc Charlie Lake lướt qua sofa, bàn trà có trải thảm dưới đất, chân đột nhiên vấp một cái, suýt thì ngã quỵ. Tấm thảm kia hệt như vật sống vậy, quấn lấy mắt chân của ông ta. Bàn trà bay hẳn lên, chén trà bằng gốm và các loại văn kiện đặt bên trên đều rơi ào ào xuống, khiến cho ông ta vỡ tung ra, biến thành một con rối gỗ kỳ lạ bị tháo rời từng mảnh. Chớp mắt sau thì bóng dáng của Charlie Lake đột nhiên hiện lên ở một bên khác, vừa hãi hùng vừa chạy như điên vậy. Ông ta chưa bao giờ căm ghét căn phòng ngủ quá lớn của mình như lúc này. Trong lúc bút máy văng lung tung, giấy tờ bay loạn xạ, rốt cục thì Charlie Lake chạy tới bên cửa sổ. Là một tín đồ thành kính, ông ta không lập tức phá vỡ cửa sổ nhảy ra, mà cầm lấy tấm rèm kéo xoạt nó ra. Cùng lúc đó thì một bàn tay khác của ông ta đặt lên ống kính dẫn kia. Trên bề mặt kim loại màu đen bất chợt ngưng tụ ra một bóng lớp xương giá màu trắng. Rắc, tấm cửa sổ thủy tinh trước mặt Charlie Lake tự vỡ ra. Mỗi một mảnh vỡ đều bắn ra như đạn vậy, găm thẳng vào mặt của vị thương nhân này, khiến cho làn da của ông ta không còn có chỗ nào nguyên vẹn. Trên cổ lập tức máu phun ra. Đôi mắt của Charlie Lake tối sầm lại. Ông ta mất sạch sức lực, đổ sập về phía trước. Trong quá trình đó, ông ta có kêu la thảm thiết thế nào, nhưng mà âm thanh không thể nào truyền ra khỏi căn phòng được. Lúc này thì trong một căn phòng khác, một vị hầu gái rõ ràng là người Nam Đại Lục thấy ánh sáng của đèn tường khí ga xuất hiện sự dao động. Cô lập tức quay lại nhìn về chỗ của chủ nhân, chỉ thấy ống dẫn khí ga ở nơi đó đã răng kín xương trắng rồi. Trong căn nhà đối diện của Charlie Lake, gã đàn ông có cái mũi đỏ bừng vì men rượu đang sắn tay áo uống rượu ở ngực, đột nhiên liếc nhìn tấm rèm cửa sổ chỉ kéo một nửa ở bên này. Trong ám hiệu mà hắn đã gieo hẹn với cả Charlie Lake, khi mà tấm rèm kéo ra hoặc đóng vào toàn bộ thì chứng tỏ là không vấn đề gì cả. Chỉ kéo một nửa, còn một nửa để nguyên, là tình huống khẩn cấp, phải lập tức thông báo cho người ở trên. Hắn đứng phát dậy. Chương 1079, quyền lực của ánh trăng. Gã đàn ông có cái mũi đỏ bừng lập tức vọt tới bên cạnh két sắt, từ trong ngăn kéo ngầm lấy ra một máy điện báo vô tuyến và một bản mật mã.
Hắn ngồi đó nhanh chóng phiên dịch tin tức Charlie Lake gặp chuyện bất trắc thành bức điện, bắt đầu lạch cạch phát tin. Mà trong căn nhà có tiệm sách của Lake, cô hầu gái có màu da hơi nâu xắn tay áo lên, đổ thứ chất lỏng có màu tràm trong một cái lọ lên cánh tay trái của mình. Làn da chỗ đó lập tức thay đổi màu sắc. Dưới lớp màu tràm lại có từng đường vân màu đen nối lên, giống như những con giun vậy. Những đường vân màu đen này nhanh chóng hội tụ thành một gương mặt quái dị, cỡ bằng nửa bàn tay, đôi mắt như hai hạt gạo vậy, miệng bằng lá trà. Charlie Lake đã gặp phải chuyện rắc rối rồi. Cô hầu gái nói từng từ với gương mặt trên cánh tay kia. Mỗi một từ cô ta nói ra giống như có hình dạng của riêng mình, hiện lên thành thục thể ở giữa cái miệng và cánh tay. Ngay sau đó, từng từ đơn giống như được viết ra này đan lại với nhau, bị sương mù cùng màu bao phủ. Lúc này thì gương mặt quái dị trên cánh tay cô gái này chậm rãi mở miệng ra, hút màn sương và các từ đơn màu tràm vào bên trong. Tất cả sự dị thường cũng theo đó biến mất, chỉ còn lại làn da trên cánh tay cô gái kia vẫn chưa thể lấy lại màu sắc như cũ. Mà trong bóng đêm bên ngoài cửa sổ, một con rơi bình thường rất nhỏ vỗ cánh, phá bỏ trạng thái yên lặng, không biết bay về nơi nào. Trên một con đường khác, cách chỗ tiệm sách của Lake chưa đến 500m, ở giữa không trung của một nhà hàng kinh doanh ẩm thực đặc sắc của Nam Đại Lục, từng con rơi nhỏ xíu hút từ trong bóng tối bay ra, tập trung lại một chỗ, rồi bốc lên màn sương dày đặc. Màn sương và bầy rơi kia dường như chỉ là ảo ảnh, chớp mắt đã không thấy đâu cả, chỉ để lại một bóng người đàn ông mặc áo đuôi tôm, không mang mũ cùng bộ. Gã đàn ông này có dáng người mảnh khảnh rất cao, màu tóc khá nhạt, gần như màu bạc, đôi mắt đỏ tươi như chậu móng, chính là bá tước Mitchell của huyết tộc. Hắn giơ tay trái đang đeo chiếc nhẫn có khảm đá quý màu lam thẫm lên, sờ chiếc nơ hình hoa có vẻ loè loẹt, nhẹ nhàng, đã đóng cửa từ sớm ở bên dưới. Hai tin tình báo cuối cùng đều tập trung đến nơi này. Mitchell vừa dứt lời, một trong những người đã phác họa ra ở đối diện hắn, mặc váy dài cung điện màu đen thẫm, đội mũ mềm xinh xắn cùng màu, tóc màu vàng nhạt, đôi mắt xanh thẳm, gương mặt trắng bệch giống như một con rối tinh xảo. Cây cối hai bên đường phía dưới bỗng nhẹ nhàng lay động, ánh sáng từ đèn đường khí ga đồng thời lóe lên. Một rối gỗ. Bá tước Mitchell khẽ gật đầu, nhận ra thân phận và địa vị của Sauron. Sauron thì không nhìn hắn, mà nhìn vào tầng 2 của nhà hàng này nói. Có cảm giác sùng bái dục vọng mẫu thụ để lại. Vậy thì không vấn đề gì. Mitchell xoay người giữa không trung, gật đầu nói với cả khu vực có bóng đêm đậm đặc nhất. Ngài Nibet, xin ngài hãy phong tỏa nơi này. Theo một tiếng thở dài già nua ổn trọng vang lên, một đôi cánh được bao phủ bởi lớp da màu thấm, răng kín phù hiệu hoa văn không đếm xuể đột nhiên thò ra từ trong bóng tối. Càng lúc càng lớn, càng lúc càng rộng, chỉ 2-3 giây thôi thì đã bao phủ toàn bộ khu vực xung quanh. Cả nhà hàng kia rơi vào trong bóng tối bất thường, giống như bị ngăn cách với cả thế giới hiện thực. Mitchell thì không chần chừ thêm nữa, cũng không có trực tiếp tấn công, mà bỏ một chiếc hộp bằng đồng xanh khảm nhiều hồng ngọc ra, lấy một thứ ở bên trong. Đó là một quả cầu thủy tinh trong suốt có hình con mắt. Sau đó thì nét mặt của vị bá tước Mitchell này vặn vẹo như thể bị đau đớn, để quả cầu thủy tinh này trượt khỏi tay rơi xuống đất. Quả cầu thủy tinh này tự động phát ra từng chút ánh sáng trong màn đêm, dường như bị một thứ gì đó hấp dẫn mà không ngừng thay đổi phương hướng giữa không trung. Cuối cùng thì nó rơi vào trong một căn phòng nào đó trong tầng 2 của nhà hàng. Ánh sáng rực rỡ nóng cháy lập tức lóe lên, giống như có một mặt trời đang dâng lên ở trong căn phòng kia, chiếu sáng mọi thứ, khiến cho toàn bộ dơ bẩn, đọa lạc, tà ác, bất tử cùng âm thanh u ám nhanh chóng bị hòa tan. Mitchell đã sớm nhắm mắt lại, đột nhiên nhíu mày, phát ra âm thanh nghi hoặc. Hắn không cảm nhận được trong căn phòng của nhà hàng kia xuất hiện hành vi phản kháng nào. Sauron thì chuyển ánh mắt đang từ nhìn xuống thành nhìn ngang. Tuy vẻ mặt không hề biến đổi, nhưng mà mái tóc vàng màu vàng kim bị buộc chặt kia dường như xuất hiện sự lay động không rõ ràng lắm. Sau khi mặt trời kia mọc lên lại nhanh chóng lặn xuống, ánh hào quang rực rỡ bất đắc dĩ tắt ngúm trong bóng đêm. Bởi vì sự vật này chỉ nhắm vào ác linh,
mà bản thân căn phòng trong nhà hàng kia thì lại không hề bị phá hỏng thứ gì. Bá tước huyết tộc Mitchell mở to đôi mắt nhìn 2 giây, sau đó giơ tay phải ra chợt túm một cái vào phía trên. Bóng tối phía trên nhà ăn lập tức sống dậy, hóa thành từng sợi xiềng xích hư ảo trói chặt lấy nóc nhà. Trong tiếng ken két khiến người ta ê răng, nóc nhà bị xiềng xích hất tung ra, treo giữa không trung. Không còn tầng ngăn cản này nữa thì bất kể là bản thân của Mitchell hay là Sauron đều có thể nhìn thấy rõ ràng tình hình bên trong căn phòng. Một cái bàn được trải khăn ăn, bên trên đặt một chiếc máy điện báo vô tuyến, bên cạnh là bức điện đã được in xong, dưới mặt đất tương ứng có vết cháy đen mà chạm. Một phía khác của căn phòng có một cây đàn dương cầm khá cũ kỹ, ghế ngồi chơi đàn có màu nâu, dường như vừa bị dịch chuyển đi. Phía trên đàn dương cầm có một ly rượu nho màu đỏ, bên trong thì ngâm một hình nhân kỳ quái có màu da, dính nham nháp. Những thứ bài trí và sắp xếp còn lại thì giống như nhà của người bình thường, chỉ là thêm chút bột phấn thảo dược cùng tinh dầu nước cất bị hất tung tóe ra. Điều này khiến trong đầu của Sauron, người có thể trực tiếp nhận được gợi ý từ linh giới, lờ mờ nảy ra một suy nghĩ. Người ở nơi này vừa mới rời khỏi. Cô và bá tước Mitchell, hầu tước Nibet còn chưa kịp làm ra hành động ứng phó nào cả, rượu vang ngâm hình nhân màu da kia đã tỏa ra ánh sáng xanh lờ mờ. Thứ ánh sáng này nhanh chóng bành trướng, trở nên chói mắt, hình thành một vầng trăng đỏ rất lớn ở trong phòng. Ánh hào quang từ vầng trăng đỏ xua tan bóng tối trong khu vực, khiến các bán thần tham chiến có cảm giác mình đang ở dưới mặt đất, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Đôi mắt xanh thẳm của Sauron dường như đã ngưng động lại trong chớp mắt. Tay trái cô đột nhiên giơ lên, khẽ lật lại để lộ ra một thứ vật phẩm trang sức có màu đỏ thẫm trong lòng bàn tay. Thứ vật phẩm trang sức này có ngoại hình giống trăng tròn, bốn phía được những viên đá quý màu đỏ, ở giữa giăng kín phù hiệu ánh trăng và các biểu tượng trưng thần bí. Đây là vương miện mặt trăng đỏ thẫm mà Sauron đã có được nhờ sự giúp đỡ của Sherlock Moretti. Nó không ngừng lặng lẽ tỏa ra từng vòng hào quang, khiến người nắm giữ có thể miễn dịch với hiệu quả trăng tròn. Nhưng trăng đỏ trong nhà hàng kia thì không chỉ đơn thuần là trăng tròn, mà nó còn gần giống với huyết nguyệt hơn, thậm chí còn vượt qua cả huyết nguyệt. Sức mạnh linh tính khó mà gọi tên từ đó sinh ra, khiến khu vực bị cách ly bởi đôi cánh khổng lồ của Nibet xuất hiện cảm giác yêu ma, âm u. Cho dù Sauron đã có vương miện mặt trăng đỏ thấm, cũng vẫn cảm thấy ác niệm trong lòng mình đang bành trướng, cảm thấy dường như trong cơ thể của mình đang xảy ra sự thay đổi không thể lường trước được. Cô theo bản năng muốn chuyển sang làm ác linh, trốn vào trong các sự vật như hàng cây bên đường hay là đèn đường khí ga, nhưng mà lý trí đã ngăn cản sự kích động của cô, bởi vì phạm vi chiếu rọi của vầng trăng đỏ kia không có góc chết. Lúc này thì bá tước huyết tộc Mitchell thấy bụng của mình gồ lên từng chút một, chỉ cảm thấy nhịp đập của sinh mệnh ở bên trong đang chậm rãi ngưng tụ lại, ý đồ thành hình. Là một sinh vật siêu phàm có thể dựa vào sức mạnh của ánh trăng, hắn cũng không hề chuẩn bị thêm biện pháp tiêu trừ hiệu quả của huyết nguyệt. Hắn vốn tưởng rằng khi mình đối diện với hoàn cảnh như vậy sẽ tràn ngập sự vui sướng, mặc sức phát huy, nhưng mà không ngờ chuyện này lại diễn ra một cách quỷ quái, vượt qua ngoài sức tưởng tượng của hắn. Hắn cảm thấy nếu mà cứ tiếp tục như vậy, mình sẽ thai nghén ra một sinh mệnh mới, một sinh mệnh tà ác khủng bố không biết nguồn gốc từ đâu. Bản thân quyền lực của ánh trăng đã bao gồm sinh sản và khôi phục. Cùng lúc đó thì đôi cánh rơi khổng lồ đang bao phủ xung quanh, tạo ra bóng tối bất chợt mọc ra từng sợi lông màu trắng, trông vô cùng kinh khủng. Nibet khẽ hừ một tiếng, sự phong tỏa khu vực này bắt đầu xuất hiện khe nứt. Em liền cách đó mấy con phố đang nhàm chán vuốt ve chiếc nhẫn lời thèo hoa hồng, khảm đá quý màu lam thẫm trên tay, đột nhiên nhận ra được cảm quan trước mặt của bá tước Mitchell. Thấy sự vật mà hắn nghe thấy, âm thanh già mà hắn nghe được, một vài cảm nhận và suy nghĩ thuộc về bá tước Mitchell sau khi tích lũy rất lâu cũng truyền vào trong đầu của Emlyn, khiến cho anh ta vừa ý thức được sự sợ hãi, ngồi thẳng người dậy, vẻ mặt nhăn nhó, dạ dày cuộn lên từng cơn, có cảm giác muốn nôn mửa. Bản thể của Klein dùng bấm máy đói khát đang trốn ở trong bóng tối bên ngoài nhà hàng, nhưng mà bí ngẫu Kunat Koger mà anh thao túng đã sớm núp vào trong bóng đêm do Nibes chế tạo ra, cũng sử dụng làm méo vượt quá bức tường cách ly,
giữ sự liên lạc với dân linh thể. Lúc này thì khi bị vầng trăng đỏ hư ảo chiếu rọi, anh ngạc nhiên phát hiện ra Bí Ngẫu về bản chất đã là người chết dường như đều có xu hướng sinh sôi nảy nở của riêng mình, mà sinh mệnh mới kia tất nhiên là con nối dõi của dục vọng mẫu thù. Điều này có chỗ nào đó tương tự với thủy tổ Lily của huyết tộc trong truyền thuyết, thần thoại của Thanh Bạch Trắng và ánh trăng nguyên thủy mà em Liên từng nói qua. Quả nhiên, dục vọng mẫu thù đã nắm giữ được một phần quyền lực của ánh trăng, cũng lây nhiễm nó đến mức vô cùng tà ma, còn tà ma hơn cả nguyên bản. Cờ Liên đang định trao đổi vị trí với cả Bí Ngẫu, tiến vào phạm vi trăng đỏ chiếu rọi, đưa tiểu thư Sauron truyền tống rời đi. Trong lòng thì đột nhiên dâng lên một niềm vui sướng nhỏ, khó miêu tả bằng lời. Đó là niềm vui sướng sau đêm tối dài đằng đẵng. Trong màn sương mù ban mai, nhìn thấy trong vườn hoa nhà mình có một đóa hoa đang chậm rãi nở rộ. Đó là niềm khoan khoái khi rời khỏi thành phố lớn, ra ngoài ô, hít thở không khí trong lành tươi mới ở trong rừng cây sau cơn mưa. Nhìn thấy nấm đang mọc lên, đó là niềm hân hoan khi vạn vật sinh sôi, sinh mệnh mới ra đời. Những sợi lông màu trắng mọc ra trên đôi cánh rơi khổng lồ, bao trùm xung quanh kia, rụng hết xuống. Cái bụng hơi nhô lên của bá tước Mỹ Châu đã trở lại bình thường. Sauron thì đang cầm vương miệng mặt trăng đỏ thẫm, khổ sở chống đỡ, trong đôi mắt cũng nhẹ nhàng. Ngay sau đó thì vầng trăng đỏ trong nhà hàng kia nhanh chóng tối xuống, giống như bị một ai hút mất một lượng lớn ánh sáng vậy. Rốt cục thì vầng trăng đỏ hoàn toàn biến mất, tất cả trở lại bình thường. Vị công tước Ormer của huyết tộc kia đã ra tay sao? Cờ Lê như có điều suy nghĩ gật đầu, trực tiếp trốn trong bóng đêm. Mitchell thì thu lại vẻ mặt giận dữ, nhìn về phía nhà hàng phía dưới, trầm giọng nói. Dường như mục tiêu đã có phát hiện từ trước, nhưng mà cũng chỉ mới thôi. Sauron kết hợp với tình hình ở hiện trường và gợi ý nhận được từ linh giới đưa ra đáp án của mình. Đôi mắt của Mitchell để lộ ra ánh sáng nhạt kỳ dị, quan sát và phân tích vài giây rồi nói. Có lẽ đúng vào lúc chúng ta tới đây, thì người ở đây cũng đồng thời rời đi, để lại con rối kỳ quái trong lưu diệu kia. Cái bẫy này trông không giống như được chuẩn bị từ trước, mà giống như vừa mới bố trí thôi. Nói tới đây thì Mitchell nhìn về phía của Sauron. Vì sao bọn họ lại kịp thời nhận ra nguy hiểm như vậy? Sauron mang theo vẻ mặt trầm tính, đáp lại với ngữ điệu không thay đổi. Không phải vì dục vọng mẫu thù. Vị tà thần này còn chưa thể rót quá nhiều sức mạnh vào trong hiện thực được, khó mà làm ra dự báo nguy hiểm từ trước. Và các bạn thân mến, kế hoạch tiếp theo, trận đánh này sẽ thế nào thì mời chúng ta sẽ cùng đến với tập ngày mai nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có một buổi tối ngon giấc.